Lô. Gì? Trúng rồi hả? Trời ơi. Trúng nó nhỏ quá. Coi lại tôi cái miếng đất ngay cờ Bình Chánh á. Gì? 3 tỷ 8 thôi dẹp đi, 3 tỷ 8 mà bán gì? Kêu nó 4 tỷ đi ngang. Ok 4 tỷ cho bán. Alo. Rồi gửi hết ngân hàng đi. Khỏi đem về nhà để mỏi tay. Gửi vô tôi 10 tỷ còn 300 mấy chục triệu đem qua đưa cho thằng nhóc. Đưa cho thằng Andy nha, kêu nó sắm chiếc xe đi. Rồi thôi bye. Trời ơi, gì đâu mà tháng này vô có 2 tỷ rưỡi thì chết tôi rồi trời. Ê ơi, chắc mốt xuất viện à. Mốt, khỏe. Bác sĩ vô nói hơi yếu yếu chút thôi. Trời ơi, bệnh này chút xíu làm gì đâu mà lo, có tiền là lo hết rồi. Bỏ chừng 3 tỷ hết chứ gì. Nè, căn nhà đó chú dặn rồi, căn nhà đó 4 tỷ mới bán, không 3 tỷ 8 lòng có bán nha. Được rồi, chú mốt chú về con ơi, bác sĩ nói chú không sao đâu, bất quá nằm thêm vài tuần nữa gì. Trời ơi, cái bệnh này cái gì đâu. Ho mà ho thường niên là cái chuyện bình thường, quan trọng ho mà có tiền là tao ho hoài. Bye. Ai? Ai? Hô la. Chú. Gì? Con thấy là bây giờ vô bệnh viện thì chú cũng phải lạc quan lên chút chứ. Sao nãy giờ mà tính chuyện mua đất lo hậu sự rồi? Gì qua hậu sự? Đó không? Hồi nãy giờ con thấy là chú bàn chuyện mua đất. Xin lỗi cô, đó hồi đó ba má cô đẻ cô ra có ai móc miếng cô không vậy? Rồi vô duyên vừa thôi, tôi nói tôi mua đất là mua đất rồi, tôi dự án. Tôi mua nhà, mua cửa chứ làm gì mua đất cho ông tôi. Rồi mua đất dự án mà con cứ tưởng là mua cỡ ngang 2 mét dài 1 mét thôi chứ. Chú, nhưng mà bây giờ vô bệnh viện rồi mà mua đất mua đai làm gì? Có sức đâu mà mua nữa. Sức cái gì trời ơi, tôi có đàn em nó lo chứ, tôi chỉ cần qua điện thoại thôi. Bệnh thì bệnh gì cũng phải lo chứ, trời ơi, cũng phải lo kiếm tiền chứ. Tôi hỏi cô bệnh mà cô không lo kiếm tiền sao? Thôi con tiền lo kiếm tiền quá trời rồi. Bây giờ hả, chính vì lo kiếm tiền cho nên con mới chui vô đây con nằm nè. Còn chú á, con thấy cái ngày mà chú xuất viện còn lâu hơn con nữa. Bây giờ tính tới chuyện đất đai làm gì? Trời ơi, đúng thiệt, ai móc miếng cô vô duyên thiệt chứ. Trời, tôi nói là ngày mốt tôi ra viện rồi, bây giờ cô nói là tôi nằm đây chừng nào tôi đi ra. Ơi lớp quỷ thần ơi, cô ở phòng mấy vậy hả? Cô ở phòng báo cô nói tôi nghe đi. Con ở kế bên phòng chú luôn á. Sát bên luôn nè, để dạ. Qua tôi nói chuyện với cô, khỏi còn nói chuyện điện thoại. Trời ơi, con người chuyện mà vô duyên. Tôi hỏi cô à, cô nói tôi bệnh vô đây đừng có nghĩ tới chuyện tiền, không có tiền là lấy gì là lo bệnh lo quản cho tôi chứ. Con á hả, con thấy con đi qua đi lại phòng chú lúc nào con cũng nghe chú bàn về tiền hết trơn á, nhưng mà nha, con cũng không bao giờ thấy có một người nào vô chăm lo cho chú hết trơn á. Lúc nào chú cũng hả là có vụ ai giao đồ ăn tới rồi chú trả tiền, chứ không có ai mà thân cận với chú hết trơn à. Sao vậy chú? Vợ con chú đâu? Không có ai vô chăm chú hết vậy? Tôi còn con thằng con thôi. Vợ của tôi đi theo viện ông bà rồi. Lúc mà tôi lo tôi làm tiền quá nữa, bả bệnh tôi không để ý. Bả đi theo viện ông bà cũng 4 năm nay rồi. Ở mình rồi cô ơi. Nhưng mà tôi nói cô nghe, cô nói mà tôi mà bây giờ mà không lo sức khỏe mà chỉ nghĩ tới tiền thì cũng tội nghiệp cho tôi. Tôi còn biết bao nhiêu người tôi phải lo nữa, rồi luôn cả con cái tôi còn một thằng con nữa. Bây giờ tôi không làm mới lấy gì mà lo cho mọi người. Cảm ơn nghe lắng bo cho. Tôi không làm lấy gì tôi lo cho mọi người.
đợi chút. Hồ La, nữa gọi hoài tôi đã nói 4 tỷ mới bán 3 tỷ 8 cho số xe, lời có 500-600 triệu rồi chứ bộ lời nhiều sao. Nói hoài rút lời 3 tỷ 9. Ok rồi vậy thôi, bye. Ôi lời mà có 500-600 triệu hả chú? Vậy nhiều nhỏ gì? Trời ơi, nhiều cái dự án mà tôi lời á là vài chục tỷ là chuyện bình thường. Trời ơi, vậy là thuộc đại gia rồi. Trời ơi. Chị. Dạ. Tôi hỏi chị một câu nè. Dạ. Chị, con người chị có cần tiền không? Trời ơi, sao không cần? Đó. Bởi vì cần. Sống ở đời là phải cần tiền. Chứ còn nếu chị có tiền thì ở nhà chị làm chuyện khác rồi. Dạ. Giống như tôi. Cô này cô nói tôi tối ngày cứ lo chuyện đất đai, không lo sức khỏe. Sức khỏe là một lẽ, nhưng nếu như mình không có lắm đó tiền, lấy tiền đâu mình lo sức khỏe, đúng không chị? Đúng rồi, vô bệnh viện thì có tiền không đó. Bỏ. Thì cô cứ nghĩ coi, giống như con nè, con cũng còn trẻ, cũng còn khỏe, lúc nào con cũng nghĩ tới cái chuyện kiếm tiền, kiếm tiền. Xong hả, con làm ngày, làm đêm, làm ngày, làm đêm, ngày nào nha, con cũng ăn mì gói. Thí dụ mà hả, bữa nào mà con thấy làm nhiều quá thôi con để qua, con quên bữa luôn. Xong rồi con đau bao tử, từ từ thôi rồi con loét bao tử. Rồi hả, con đi làm mà nhiều khi đau quá con chịu không nổi, con phải nằm nghỉ, nghỉ xong là bị trễ deadline đủ thứ hết. Rồi hả, sếp con thấy con nghỉ hoài thì cho con nghỉ luôn, thêm bồ con nữa. Đó, lo kiếm tiền, không có đi chơi với bồ được. Bây giờ hả, nó có nhỏ bồ khác luôn rồi kìa. Đó là tại vì làm việc mà không có nghĩ tới chuyện tình cảm, không có lo nghĩa là tận hưởng. Giống như tôi à, tôi làm nhưng mà tôi vẫn phải tận hưởng. Tôi vẫn phải mua xe xịn, tôi vẫn phải mua đồng hồ, ý quên điện thoại, thấy không? Điện thoại 48 triệu chứ bộ giỡn à. Gọi nếu không làm ra tiền sao mua điện thoại xịn rồi, không đó. Có tiền làm sao mà ở được cái phòng là VIP như vậy. Đúng, trời ơi, mình làm ra tiền mình phải hưởng thụ. Hưởng thụ. Nhưng mà cô cứ nghĩ đi, bây giờ hả, chú đó làm có tiền vậy đó, hả, nói chuyện tiền tỷ không à. Mà cuối cùng vô đây cũng là vô nằm trong bệnh viện, mang tiếng là cái phòng mắc nhất trong bệnh viện, nhưng mà cũng là cái bệnh viện thôi. Vậy là cô nó không hiểu rồi. Đúng rồi, có tiền á, trời ơi, con virus đi gặp mình nó sợ. Sợ. Hỏi chút lấy tiền đập vô mặt nó. Trời ơi, thật sự. Tôi làm ra tiền là để tôi giúp cho gia đình, giúp cho mọi người. Nhưng mà con thấy hả, chung quy lại cho dù có tiền hay không có tiền, khi mà bệnh hoạn á thì cũng xuống gặp ông bà hết trơn á, chứ đâu có thể nào mà hả có một cái phương thức gì ghê gớm hơn không được. Không mà lại nó đâu có đem, chú nó đâu có đem tiền theo được đúng đâu, đúng rồi, không trời cô? Ơi chết, nó cũng lắc lại mà đâu có đem được cái tiền đem được chị, gì chị đâu. Nói gì chị nói không đúng. Có tiền á thì nếu như mình chết mình làm đám ma lớn. Mình chết mỗi năm đám giỗ con cái mà nó có tiền, nó lo đám giỗ lớn. Đúng rồi, rồi đám giỗ. Đám ma lớn, lúc đó chú nằm chỗ, chú đâu có tận hưởng được gì đâu. Người sống hưởng á, ăn uống linh đình cũng người sống đám hưởng. Đám giỗ cho dù lớn cỡ nào, cúng cho chú chừng mấy trái bơm, mấy trái nho, rồi còn lại đùi gà này kia mọi người ăn chứ bộ. Người sống ăn hết. Đúng rồi. Chị. Dạ. Sao tôi thấy cái nào chị cũng thôi bãi vậy? Bởi vì khi tôi cũng thắc mắc, bây giờ sống trên đời tiền nhiều để làm gì trời? Không hiểu được nữa. Tiền nhiều để làm gì? Thấy quan điểm của tôi thích có nhiều tiền. Còn ai không thích tiền kệ. Còn tôi có nhiều tiền, tôi bệnh tôi vô tôi nằm phòng VIP ha, tôi nằm dưỡng cái giày 80 tấc. Còn đó không tiền đó, nằm vậy thôi. Tôi về phòng tôi. Nhưng mà con vẫn thấy vui chứ bộ. Con nằm cái giường mỏng mỏng vậy thôi, nhưng mà con cảm thấy rất là thoải mái. Ngày nào hả, mẹ con cũng vô đây chăm sóc lo cho con. Tuy là hả, tiền không có nhiều, không có ăn được bào ngư di cá giống như chú, nhưng mà cũng cháo thịt bò. Còn chú hả, con thấy hả, mang tiếng cái phòng đẹp quá chừng, mà lạnh lẽo muốn chết luôn. Ngày nào chú cũng đi ra đi vô con mình à. Nhận được cái tiền viện phí chưa? Dạ. Nguyễn Thị Tường Vi đúng không? Dạ. Ủa, gì vậy cô? Tiền viện phí tới. Không phải. Bởi ta nói con người mình không sao không biết được. Trời ơi, thấy khỏe mạnh vậy chứ mà nên nói không ta? Có gì nói đại đi trời, chỉ ấp úng làm ta tức thêm. Phải Nguyễn Thị Tường Vi không? Dạ. Hồi nãy tôi đi là quét đó, lao nhà cái tuyên nga tôi nghe nói cô á bệnh cô nặng lắm đó cô á, bệnh ung thư phổi.
Tôi không biết à. Thôi chia buồn đi. Đã nghèo còn gặp cái bệnh nặng này nữa, thấy không? Cái bệnh ung thư phổi không phải muốn trị là trị. Giàu cỡ nào, có tiền cỡ nào cũng chưa chắc gì trị được. Thôi, dù sao đi chăng nữa, trời kêu ai nấy dạ. Cô nếu mà có cái gì mà khó khăn quá đó, thì cô cứ việc gọi tôi giúp được gì tôi giúp. Ha. Con cảm ơn chú. Mà nhờ chú nói câu trời kêu ai nấy dạ, nói là cái bệnh này cho dù có tiền tới cỡ nào chữa cũng không có nổi. Vậy thì giờ con chỉ biết dạ với ông trời thôi chứ biết sao giờ. Khoan dạ, đừng dạ. Ổng kêu thì mình nói chờ chút, chứ đừng dạ, dạ đi luôn á. Nè, tôi nói này cô đừng buồn tôi nghe. Vì sao tôi phải làm ra tiền? Vì sao mà tôi phải cố gắng kiếm thật nhiều tiền? Không phải là cho tôi mà còn lo cho bao nhiêu người, còn lo cho con của tôi nữa. Cô hiểu không? Vậy chú lo gì cho chú? Trời ơi, cô Vy ơi, cô Vy. Hả, gì vậy? Cô Vy ơi, cô Vy ơi. Gì vậy? Cô Vy ơi. Hả? Dạ. Trời ơi, mừng quá không phải. Gì? Trời ơi, tôi sớm xác. Trời ơi, Nguyễn Thị Tường Vi bên khu B. Trời ơi, tôi lem tôi mới lộn, cô không có bị bệnh vậy. Trời ơi, thiệt cái mỏ tôi thiệt nhiều chuyện ghê vậy. Trời đất ơi, chuyện bệnh hoạn mà chị làm như chuyện dẫn chơi vậy. Chị vô chị báo cáo làm như người ta từ nãy giờ người ta đứng tim ta buồn. Bởi vậy tôi nói khổ quá, mình nhiều chuyện mà nhiều mình mới tốt cho mình. Coi lại Nguyễn Thị Tường Vi là nhiêu tuổi? Khu B, khu B, khu B. Khu B phải không? 32 tuổi. Em cô nhiêu tuổi không? Con mới có 25 mà. Quá biết không phải đây thôi. Nè quên, xin lỗi chúc nha. Chúc mừng, chúc nãy mừng. Nãy giờ hết hồn với á. Chúc mừng cô, thay qua nạn khỏi. Phải nãy cô dạ cái đi luôn rồi. Ai, tôi con nghe thì con cũng đỡ buồn. Nhưng mà tự nhiên nghe xong cái cô bên kia, tự nhiên mình cũng cảm thấy thương thương. Mình cũng hiểu cái cảm giác mà được báo cái tin không có vui chút xíu nào. Đúng vậy rồi. Chú Phan Văn Long. Gì? Gì kêu tôi? Phan Văn Long. Vậy là mai nem chắc là chú được xuất viện bữa nay luôn. Trời rồi đó chú bác sĩ, tôi mới hẹn với mấy đứa bạn ngày mốt rồi giờ xuất được viện. Được xuất viện bữa nay trời luôn ơi. Rồi chú sướng nha. Bởi vậy nè, cô thấy tôi nói đúng không? Đóng tiền viện phí nhiêu nói. Dạ không phải. Ừ, Phan Văn Long. Phan Văn Long là mai nem chú hả? Yes. Bởi tôi nói đời người thấy đó rồi mất đó, không ai biết được trước có chuyện gì. Được chuyện gì? Đúng rồi. Đó, hôm nay bởi vậy sống ngày nào là vui vẻ giờ đó. Vui ngày đó thôi. Dạ. Ừ. Sống thì có ít cho người đi. Đúng rồi. Tại vì có tiền nhiều thì cái chết thì cái nút cũng lắc lại à. Phải vậy rồi, nhưng mà có tiền nhiều nó có lợi lắm. Có lợi. Ừ. Chú ơi. Gì? Chú bị ung thư phổi. Phan Văn Long. 45 tuổi. Bệnh viện này có Phan Văn Long khu B không? Dạ không có một à. Tại tôi sợ tôi làm như là được COVID cho nên tôi đem cái hồ sơ. Chú coi phải là hồ sơ của chú không? Thiệt thì sao? Thì bây giờ không, bây giờ y học ta tiến bộ lắm. Mình có tiền mà mình sẽ nhờ bác sĩ giỏi mình trị, không đúng sao rồi. Chú có điều kiện mà đúng không? Mình đi nước ngoài xong rồi bây giờ mình hỏi thử coi bác sĩ nào là giỏi, mình đi qua bển. Ung thư trị được mà phải không? Ung thư có thuốc trị mà phải không? Dạ, bây giờ người ta cũng đang nghiên cứu. Thì, dạ, được hết á. Chắc có thể á chú. Có tiền trị được. Có tiền là hết mà. Bệnh viện này không trị được tôi. Qua bệnh viện khác. Tôi đi qua bệnh viện khác. Dạ. Bệnh viện khác không trị được tôi. Tôi đi nước ngoài. Nước ngoài không trị được tôi. Thì tôi... Chú ơi, tiền á, tiền nhiều để làm gì? Bao nhiêu mới là đủ? Rồi chừng nào mình mới dừng lại? Tôi hiểu rồi. Alo. Alo. Chuẩn bị tiền đi.
đưa tao qua Singapore. Tôi chúc mừng cô. Cô về mà có phước hơn tôi. Tôi đi về. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị báo tin vui cho tôi. Người mười tiếng.